Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em soạn bài những tình huống hiểm nghèo. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải các tài liệu liên quan đến tác phẩm này. Trên video, thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời 6 câu hỏi trong phần suy ngẫm và phản hồi. Sau đây là câu hỏi 1. Liệt kê một số từ ngữ chỉ không gian và thời gian trong hai văn bản Hai người bạn đồng hành và con gấu, chó sói và trên con theo mẫu đơn dưới đây. Nhận xét về không gian trong hai văn bản. Trả lời: văn bản Hai người bạn đồng hành và con gấu, từ ngữ chỉ không gian là trong rừng và trên cây, từ ngữ chỉ thời gian là một lúc sau. Trong văn bản Chó sói và trên con, từ ngữ chỉ không gian là rừng sâu, từ ngữ chỉ thời gian là năm ngoái. Không gian trong hai văn bản chỉ thiên nhiên rộng lớn. Câu hỏi 2: xác định tình huống trong chuyện Hai người bạn đồng hành và con gấu, chó sói và trên con. Tình huống ấy có tác dụng thế nào trong việc thể hiện đặc điểm nhân vật? Trả lời: chuyện hai người bạn đồng hành và con gấu, khi con gấu xuất hiện thì người thứ nhất đã bỏ bạn của mình và trèo lên cây, người còn lại thì giả vờ chết. Con gấu đã không ăn anh ta. Qua tình huống này ta thấy được tính cách của người bạn hèn nhát khi thấy hoạn nạn mà bỏ rơi bạn. Chuyện chó sói và trên con, khi chó sói gặp trên con, lợi dụng hoàn cảnh tình thế có lợi, nó coi mình là kẻ mạnh và bắt đầu đã đưa ra những lý lẽ để đạt được mục đích là ăn trên con. Qua tình huống này ta thấy được tính cách của chó sói máu lạnh, mưu hèn kế bẩn. Câu hỏi 3: tóm tắt chuyện Hai người bạn đồng hành và con gấu. Trả lời: câu chuyện kể về việc hai người đi trong rừng và gặp một con gấu. Một người bạn nhanh chân chạy trốn trên cây và bỏ mặc bạn đối mặt với nguy hiểm. Thật may mắn người bạn nhanh trí giả chết để thoát nạn. Câu chuyện thể hiện một bài học về người bạn tốt là những người bạn không bỏ mặc mình trong lúc khó khăn. Câu hỏi 4: trong văn bản ngụ ngôn cũng như trong các văn bản truyện, lời thoại của các nhân vật thường góp phần thể hiện đặc điểm của nhân vật ấy. Hãy tóm tắt cuộc đối thoại giữa hai nhân vật trong Chó sói và trên con và cho biết lời thoại đã góp phần thể hiện đặc điểm của mỗi nhân vật như thế nào. Trả lời: tóm tắt cuộc đối thoại giữa hai nhân vật trong Chó sói và trên con. Khi thấy trên đang uống nước tại dòng suối, sói đã thét vang dữ dội rằng sao dám cả gan vục mõm vào nước uống của nó. Trên thấy vậy bèn xin sói nguôi giận và đáp rằng nó uống nước cách xa nơi đây 20 bước. Sói tiếp tục kiếm chuyện nói về năm ngoái trên con nói xấu nó. Trên liền đáp khi đó nó chưa ra đời. Sói nghe được liền đổ lỗi tiếp cho anh em nhà Chiên. Chiên lại đáp rằng nó không có anh em. Sói bực tức nên lôi cả một mống nhà Chiên ra để đáp và nói cần phải báo thù. Vừa dứt lời, sói đã nhai trọn con Chiên nhỏ. Qua đó ta thấy được đặc điểm tính cách của hai nhân vật. Con chó sói mưu mô xảo quyệt, Chiên con thì ngây thơ. Câu hỏi 5: xác định đề tài và nêu bài học mà em rút ra từ mỗi chuyện. Trả lời: đề tài của chuyện Hai người bạn đồng hành và con gấu, chỉ khi gặp hoạn nạn thì ta mới biết được người bạn đích thực sẽ là người ở lại giúp đỡ ta. Đề tài chuyện chó sói và trên con, người yếu và kẻ mạnh. Bài học rút ra: bài học rút ra từ chuyện Hai người bạn đồng hành và con gấu, đừng bao giờ đồng hành với một kẻ sẵn sàng bỏ rơi bạn lúc gặp hoạn nạn. Và không có người bạn thật sự nào mà lại bỏ lại bạn bè của mình trước khó khăn hoạn nạn. Bài học về chuyện chó sói và trên con: hãy sử dụng trí thông minh và sự tài trí của mình để đối phó với kẻ xấu, thậm chí là những kẻ mưu mẹo không nói nên lý lẽ với những kẻ ác. Câu hỏi 6: trong hai văn bản Chó sói và trên con, Chó sói và cừu non, em thích văn bản nào hơn, vì sao? Viết một đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu nêu cảm nhận của em về văn bản ấy. Trả lời: trong hai văn bản, em thích văn bản Chó sói và trên non bởi khi dựa vào câu chuyện bản gốc mà được chuyển thể sang dạng một bài thơ, em cảm thấy câu chuyện đọc sẽ lôi cuốn hơn. Tuy chỉ là một cuộc đối thoại ngắn giữa sói và chiên, nhưng lại gợi cho em rất nhiều ý nghĩa cũng như tính triết lý của tác phẩm. Nhờ vậy, em có thể đúc rút bài học cho bản thân mình trong cuộc sống. Đứng trước những kẻ xấu, mưu mô, thủ đoạn, ta nên biết cách sử dụng trí thông minh và tài trí của mình để đối phó lại. Với những kẻ không bao giờ chịu nghe lý lẽ giải thích, chúng ta phải dùng những cách đặc biệt nếu không muốn gặp phải những nguy hiểm. Hết phần soạn bài.
cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.